Sáng nay ngày 28 tháng 12 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị báo cáo Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024. Chư Tôn Đức cũng triển khai thành lập ban quản trị, bổ nhiệm trụ trì một số tự viện. Cần Thơ hiện có 155 cơ sở tự viện và 13 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 662 tăng ni đang sinh hoạt. Công tác từ thiện xã hội đạt kết quả ấn tượng với số tiền gần 31,4 tỷ đồng. Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer tích cực bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2024 tới, Ban trị sự sẽ tổ chức Đại giới đàn Từ Quang, phần ban ni giới thành phố đăng cai lễ tưởng niệm Kiều Đàm Di Mẫu. Dịp này, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố giai đoạn 2022-2025, góp phần mang sức trẻ làm những việc có ích cho xã hội với nếp sống tốt đời đẹp đạo.